Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với kênh Đất Vườn Giá Rẻ của em Sinh Lê nha. Hôm nay em xin giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một cái vị trí lô đất nền giá rẻ nằm tọa lạc tại ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Thì cái lô đất hôm nay em muốn giới thiệu đó là một cái lô đất có nền kích thước là ngang mặt tiền đường, bán mặt tiền đường. Đường này là đường giao thông nông thôn, bán mặt tiền đường là 7m nha mấy anh chị, sâu vào là 15m nha. Đó. Tổng diện tích của nó là 105m2. Nó bắt đầu từ cái cọc bê tông bên này. Ở đây thì nhà này người ta đã xây rào rồi nha. Đó, bán mặt tiền đường này là chạy sâu vào là 7m, sâu vào là 15m. Đó. Xung quanh thì dân người ta đang xây nhà ở rồi nha. Đất lô đất này là đất cây lâu năm, nó tọa lạc ngay trong khu dân cư luôn. Và cái vị trí này là sổ chung, ký mua bán vi bằng. Cái giá mà chủ muốn thu về là 290 triệu nha mấy anh chị. Đó, 290 triệu là phù hợp với cái nhu cầu với những anh em có thu nhập thấp, phù hợp với cái nhu cầu nhà giá rẻ của những anh em có nhu cầu thu nhập thấp đó mấy anh chị. Đó. Thì cái vị trí đất của chúng ta cũng rất là thuận tiện nha. Đất rất là cao ráo, nền cao ráo, ở đây xây nhà thì không có phải đổ móng là bao nhiêu hết trơn á. Thì từ cái vị trí đất của em này, đi ra đường bê tông trước mặt, cái nền cái màu trắng trước mặt á, là chỉ có khoảng 20 mét nữa thôi nha. 20 mét nữa là chúng ta ra tới đường bê tông nữa rồi. Đó. Cái đường này là đường thông nha mấy anh chị. Đường này là đường thông nha. Ở trong còn một lớp khu dân cư nữa. Đó. Thì từ cái vị trí đất của em này, đi ra ngoài đường bê tông là 20 mét nữa thôi. Còn chúng ta cái thẳng cái đường bê tông đó là chúng ta chạy thẳng ra quốc lộ 1A luôn, là chỉ 300 mét là tới thôi nha mấy anh chị. Điện lưới quốc gia thì tới nơi luôn. Đó. Đây, em quay cho anh chị xem cái cột điện đó. Điện lưới quốc gia thì tới nơi luôn nha. Đó. Thì cái vị trí này á cũng rất là thuận tiện cho con em, cho chúng ta an cư hoặc là chúng ta đầu tư nha mấy anh chị. Cách đất chỉ 500 mét thôi là tiện ích đầy đủ nha. Như là chợ Hưng Nghĩa, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Lộc, rồi hệ thống trường học từ mầm non tới cấp 2 là ngay ở đây luôn. Còn cấp 3 thì chúng ta xuống ngay chỗ ngã tư Dầu Dây. Từ cái vị trí đất của em đi xuống ngã tư Dầu Dây á thì cũng chỉ tầm khoảng 4 cây số nữa thôi. 4 cây số là ra ngã tư Dầu Dây, khu công nghiệp Dầu Dây, ngay chợ đầu mối và trường đại học miền Đông ở ngay đó luôn nha. Nói chung là tiện ích đầy đủ. Hoặc ở đây chúng ta cũng có thể lên khu công nghiệp Bầu Xéo. Lên khu công nghiệp Bầu Xéo thì cũng chỉ tầm khoảng 7 cây số là tới rồi. Đó. Một cái vị trí rất là đẹp. Giá thì nằm ngay trong khu dân cư luôn. Giá thì cũng rất là mềm. Cách quốc lộ chỉ 300m mà giá 290 triệu. Cái vị trí cũng rất là hợp lý nha mấy anh chị. Đó, các anh chị quan tâm đến cái vị trí này thì hãy liên hệ với em nha. Em là Sinh Lê, số điện thoại 0985 747 863. Các anh chị hãy gọi điện cho em để em tư vấn trực tiếp nha. Em xin chào ạ.